nhớ cho nó bé là kia giờ chị cho nó xài cái cu với chị nó bé kia chị cho nó chờ chị cho nó chị chắc cái à tao nè cứ mỗi chờ chị cho để tao tới đây nè để tao chị cũng mỗi lại chị lại tới đại nhìn nhẹ nó chị cứ dùng mỗi cho một ký nè chị ấy bé sẽ ký lời cho mi chào tao là chị cũng như sẽ đỡ tôi nó bên nó chỉ cho này nó chỉ những chú này nó kia đó đó nó sợ cái nhớ chị gì tôi nó bên nó nè tại nó nếu do nó tàn thiên chờ chị cho nó vì tiền nó chuyển những chúa gì mình chỉ khai chi thì tao mới hiểu được còn là khai chi nè nó lấy từ nhà chị đưa nó bên nào nè nó bây giờ nó chỉ chơi đời cho chị mà mi nào nè thật chị mà mi nào ấy chơi lon dĩ cao sầu dù chắc là nó xong nào nè do từ từ sửa chị nên tôi nó bên nào thì họ đừng đau cơ này nè dù cá chắc là nó chụp ba nào ý chờ xuống cao sườn chụp ba nào nè dư chắp là nó tớ chỉ mong mi nào nè tớ chỉ mong mi nào nhớ chỉ mong mi bảo nữa tớ chỉ mong mi bảo chứ hổn nếu nó bé tuổi nhà nó chỉ trái này nó lấy nó cả nhãn cả cho nó nó là nhai đi ăn chành cái nó chỉ chơi nè cái nó chỉ chơi kia nó thì nhớ chị tôi nó gần đó nó gần đây vô đò nè tôi sẽ nó gần đây cho nè tôi chỉ dành đây một chuyến nó cho à chờ người trên tới giờ nâng căn thi nè nâng căn thi nâng căn thi kia chỉ chờ ký tên là tôi biết sai nó giờ cũng nó chỉ tao thì cái nó giờ cũng nó chỉ tao không ký về cái nó xin nè nhà thì chẳng nói lên nè chắc kia tao nói này gần đây chia phí ông nhai thêm một lần đấy phí ông nhìn lâu nhìn xuống bây giờ nào tao nhìn thấy giờ này nhìn lâu chứ mình đến đây chỉ phí ông nhai thêm một lần đấy phí ông nhìn lâu nhìn lùa chứ chả lưu hẳn nè, chả kì luôn xì hư nè. Anh hoàn chả nhanh nhanh ở dưới nhớ trời dành gần luôn anh hoàn gần lâu chắc cụ thế. Gần luôn cần gần sống mua món nè nè. Thế thì mình cài tiền cho cháu sẽ luôn chỉ chỉ mua món ấy. Tiền gần cho cháu sẽ luôn ha. Chỉ mua chỉ gần luôn cậu ấy. Gần nhớ gần luôn cậu ấy.
Galaxy nè nha, giờ tao là xà cứu tuần nè. Thân đã xa lý lý giờ này bà bỏ quá nào. Đây chị với từng nhá là gì chị tao quá nào được đây. Thì là xa lý nào nó quá nào cái nào. Gỡ xa nó cú cú ở dồ. Chán đứa cô này ta chỉ cháu hồ. Cái này bà xa thì nên nó nấy bè. Chờ chứ mà mi bông đó tao hồ cái xa lâu hả. Nhớ cụ yếu chí mà hả nhỏ. Cái lên nhà chị đấy mày có một món ăn à chị đấy phải nọ ta cứ tới thì cứ về chân có ta bên nào đó chị cứ tới nó bên nào cho nó chăm. Cái nó phải chờ cá thôi nè. Cái tên gọi là người nó chỉ ta nó lên thứ nhất chị tôi phải là nó chỉ trái nó. Cô kia thì cũng chỉ dán nó nè, cô kia thì cũng bừa, thì cũng chỉ dán nó nè. Tới chỉ là chỉ trang của chỉ dán nó thôi. Nên là ta này hiểu mua á chị à. Ê tướng tôi bảo nè, nè chẳng nói chân gì hả. Gà tình gà nó ta gần bạc ăn một kỹ cho đồ. Nó chỉ nên gà mến gà pháo nó nè. Tình gà từ pháo nè. Nói yên dần dòng cố chỉnh dần dòng kia yêu cố cố chỉ cố kia ôi yên ngon đu yêu lo nai nè. Sáng gần nó bật tạp hát chỉ cho nó. Nhi xa sợ tốt năng gặp mạng kì khứ. Vì dấu nó sẵn sàng mừng cho lại bên gặp tử thông kia ra tí tử nè.
Chịu lo chấp bạn ơi, nhớ hồi sợ bạn mà chịu lo chấp bạn hả? Tại sao nó dù chấn đồ thế chè, ngồi chú chú lo cờ nè. Íp lên gặp mô ta chè cái lên nọ hơn à. Cái bà cá. Cái gì thế? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.